Dạ Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay cái cây nữ hoàng pha lê của Vườn Mai em nó nở nè cả nhà. Em muốn quay cho mà cả nhà mình xem mặt hoa nha. Bởi vì nó là hoa gió cho nên nó không có to lắm đâu. Tuy nhiên là em vẫn muốn quay cho cả nhà mình xem thì cái mặt hoa của cái nữ hoàng pha lê á cả nhà. Cái độ phùn của nó rất là cao. Cả nhà nhìn nè ha. Đó, cái độ phùn rất là cao đây. Em sẽ quay khía cạnh này cho cả nhà mình cùng xem nha. Hoa rất là đẹp luôn á. Loại này là bông chùm không cả nhà. Tuy nhiên là nó có một cái nụ gió thôi à, cho nên mình cũng không có, nó ra không có chùm đó ha. Đó đây, nó cái mặt hoa tuyệt đẹp luôn. Và cái độ phùn nè, cái độ phùn của hoa rất là cao. Cả nhà nhìn thấy em quay ngang cho cả nhà xem nè. Đó ha. Đó, đây chính là giống nữ hoàng pha lê nha. Đó đây, đó ở trước đây, đối diện ha. Em quay cho chúng ta xem những cái mặt hoa nha. Rồi, nữ hoàng pha lê nha cả nhà. Em có cây giống nha. Cây giống như thế này đây. Cây nó cao thì tầm khoảng 20 đến 30, rễ thì đủ kiểu nha. Lô này rễ đẹp nha cả nhà. Đây, đó ha. Rồi đây là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Con nữ hoàng pha lê nha cả nhà. Đó, đây. Rồi, hàng bên đây chính là cái hàng giả nu xù nha. Nu xù, ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó đây. Có ghẻ tổ chim nữa nè cả nhà. Giá là 100 ngàn nha. 3 cây em cũng bao ship, 10 cây em cũng tặng một luôn nha. Rồi, hàng bên đây chính là loại vừa chế hoa vừa chế lá đây. Giả bạch kim bông vàng nha. Giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha cả nhà. Rồi, qua hàng bên đây chính là hàng cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau. Đó, chiều cao của nó là khoảng một gang tay, là khoảng 20 xăng á cả nhà. Rễ thì xử lý đủ kiểu như thế này đây. Giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một luôn. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc nhị đỏ, cúc hoàng đế, cúc lá gai là nó luôn nha. Giá là 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một luôn nha. Đó, rất là nhiều giống nha cả nhà. Bên đây là cúc tây thi, 100 ngàn một cây luôn nha. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên Vườn Mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.